Xin chào quý khán giả của Xship.vn. Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn một mẫu đồng hồ vừa hạ cánh xuống kho của Xship chiều nay. Đây là một mẫu đồng hồ đến từ thương hiệu Hamilton. Đây là một thương hiệu có nguồn gốc từ Mỹ, nhưng mà hiện tại nhà máy đã được đặt lại Thụy Sĩ. Vì vậy trên diễn đàn, các diễn đàn Google thường có hai một cái slogan là tinh thần Mỹ nhưng chất lượng Thụy Sĩ. Đây là cái chiếc bóc bên ngoài của Hamilton với màu đen nhám. Đây là mã của chiếc Hamilton là H40555731. Đây là mặt sau của chiếc Hamilton. Giờ tôi sẽ tháo cái chiếc bóc bên ngoài này ra. Đây là bên trong, như chị thấy là một cái bóc cứng. Đây, bóc cứng. Chiếc đồng hồ chúng ta sẽ nằm đây. Hamilton có đặc trưng là cái mở lên thì nó nằm ngang, chứ không phải là mở từ dưới lên đây. Thì chúng ta sẽ mở từ bên ngang qua. Đây, đây là nhân vật của chúng ta. Mặt sau thì nó có logo Hamilton. Đây, đây là cái nhân vật chính của chúng ta. Trên mặt thì nó vẫn còn một cái miếng siêu ni lông. Ta hãy xem sơ qua. Đây, ta có thể nhận biết được mặt sau là một chiếc máy, của máy cơ khí. Đây, tôi sẽ đi ta chi tiết vào phần mặt thiết kế mặt số. Thì mặt số nó có thiết kế là bao gồm cọc số, là bao gồm thiết kế dạng cọc thẳng với 12 vạch chia. Còn bên vòng ngoài là vạch chia phúc. Trong mỗi một chia phúc thì nó có một cái vạch chia, nó chia làm 3 nữa. Đây, còn bên trong là một cái cũng là vạch chia theo dạng số Arabic, là từ 1 cho đến 12. Lịch ngày thì được đặt ở góc 3 giờ như các mẫu đồng hồ như thường thấy. Đây là cái góc truyền thống để đặt lịch ngày. Trên ở góc 6 giờ đó là dòng chữ automatic. Đây là để cho chúng ta biết đây là một mẫu đồng hồ cơ khí. Vì đồng hồ của chúng ta nó đang để trong bốc, mới vừa bốc ra nên nó chưa có kim, nó chưa có hoạt động. Thì để nó vận động thì chúng ta phải lắc. Đây, mặt sau cũng thấy nó đang đứng nghiêm. Để hoạt động thì chúng ta phải lắc theo chiều vòng cung. Lắc theo chiều vòng cung là cái chiều là nó sẽ tích được code nhiều nhất. Thì cái bánh đà của chúng ta nó hoạt động theo chiều vòng cung. Đây, chúng ta thấy là cái bánh xe cân bằng nó đã bắt đầu chuyển động. Đối với cỗ máy mới của Hamilton thì nó có tần số dao động tương đương với mấy cỗ máy Bowmatic 80 của T-Shop, là với tần số là 6 nhịp 1 giây. Nên nó có tần số nhịp vừa phải. Với độ tích code là của nó là lên tới 80 tiếng. Đấy, ta đi tiếp vào thiết kế mặt số. Là mặt số có tông màu chủ đạo là màu đen. Đây là một cái màu biểu tượng của sự huyền bí. Bên cạnh đó nó cũng là một cái màu sắc của biểu tượng của những cái sự quyền lực. Những các giới chính trị gia thường hay đi xe mà được trang bị màu đen. Cái lớp những cái thế lực ngầm trong xã hội cũng thường hay thích màu đen. Đây là cái màu thể hiện cho quyền lực bên cạnh sự huyền bí. Đấy, chúng ta đã trên mặt số. Đấy, chúng ta nếu mà chúng ta dùng slow motion, chúng ta cảm nhận được một giây nó sẽ nhịp 6 lần. Với góc thêm nữa là ở góc 6 giờ đây là dòng chữ Swiss Match. Những đồng hồ mà được gắn chữ dòng chữ này thì ít nhất 60% linh kiện của chiếc đồng hồ là phải được sản xuất tại Thụy Sĩ. Rồi, tiếp thôi ta sẽ đi theo vào cái phần nấm chỉnh. Nấm chỉnh thì Hamilton được thiết kế như là kiểu bánh răng như thường thấy, giúp cho chúng ta dễ thao tác. Nó tăng độ ma sát. Ở trên mặt ngoài thì nó được khắc logo là chữ H, ký tắt của Hamilton. Nấm của Hamilton thì được thiết kế kiểu
bo tròn, ta nhìn bề mặt thấy nó tròn đấy, bao gồm có nó nhiều đường cong. Nhưng công gì nó thiết kế nó đường cong thì nó làm khó hơn đường thẳng, nên những mẫu thiết kế mà có đường cong lúc nào nó cũng có cái vẻ đẹp sexy hơn. Đây, ngay cả cái phần khung vỏ cũng được làm cong bo tròn, rất là đẹp, rất là sexy. Đường cong lúc nào nó cũng được thiết kế nó rất khó hơn là đường thẳng. Chúng ta để kỹ là trên cái phần khung vỏ nó được đánh phai xước. Đây, nó có vân phai xước từ trên xuống. Ở đây cũng có phần bánh phai xước. Còn trên cái vành benzen này, gọi là vành benzen, thì cố định, nó được làm phụ kiểu đánh bóng. Đây, bên mặt còn lại thì không có nắm chỉnh, với thiết kế tương đương. Đây, tôi đi tiếp vào phần mặt sau. Mặt sau thì nó bao gồm có là một cái rotor. Rotor này dùng để nó chuyển động theo chiều trọng lực, lúc nào nó cũng hướng xuống. Khi cổ tay chúng ta vận động thì lúc nào cái bánh đà này nó cũng lắc theo chiều hướng xuống, do tác động của trọng lực nó mới tạo ra lực. Đấy, nó tạo lực thì nó mới dẫn đến chuyển động vào hai cái bánh xe nhỏ bên đây. Bắt đầu hai bánh xe nhỏ đó nó sẽ chuyển động vô cái gọi là cái lever. Bây giờ cái lever đó nó sẽ hoạt động hai chiều, bạn chiều nào thì nó cũng tích cốt, nó dùng để cuộn cái lò xo chính lại. Để bên ngoài khung vỏ hiện bao gồm có nhiều thông số như switch mat, là để chứng nhận đây là đồng hồ ít nhất 60% linh kiện được sản xuất tại Thụy Sĩ. H40550, đây là cái mã đồng hồ, cái dòng máy water resist 53. Đây là cái đơn vị chống nước. 53 là một đơn vị chống được tính theo áp suất, thì thường thường nó sẽ tương đương với độ sâu là 50m ở điều kiện lý tưởng là nước tĩnh. Khi thực tế thì hồ nước hoặc là nước biển thì nó động, nên nó sẽ có những cái phát sinh, nó không có như điều kiện lý tưởng. Vì vậy ở điều kiện thực tế nó sẽ khác với điều kiện lý tưởng trong phòng thí nghiệm. Vì vậy thực tế là độ sâu 50m, nhưng khi bạn đưa ra thực tế thì độ sâu nó không tới 50m. Nên các bạn tốt nhất là chúng ta phải cẩn thận khi mà tiếp xúc với nước. Nước tĩnh là ok, hạn chế tiếp xúc với những cái dòng nước có lực chảy như là vòi nước. Không được để trong cái nắm chỉnh này trực tiếp dưới vòi nước đang chảy, hoặc là những cái vòi nước tưới cây. Nó do những cái trường hợp đó là nó có áp suất chảy cực mạnh, nó có thể thẩm thấu nước vào trong cái nấm và nó làm cho ẩm. Khi mà vào nước thì dấu hiệu nó là nó sẽ hấp hơi trên mặt nước, nó có những cái ẩm, độ ẩm trên mặt nước, trên mặt số, mặt kính. Trường hợp đó chúng ta phải đi tiến hành bảo dưỡng càng gấp, càng nhanh càng tốt. Nó để càng lâu thì nó sẽ bị rỉ sét các bộ phận bên trong. Đây là cái bộ phận kim loại, khi mà nó bị ẩm thì qua thời gian nó có khả năng sẽ bị rỉ sét, nhất là những cái kim. Đây là những bộ phận khi mà bạn thay bắt buộc phải vào hãng thay, thì vào hãng chi phí thay nó rất là đắt. Thì nó chi phí thay một cây kim hoặc bất kỳ một hai một nấm chỉnh này giá nó tầm 1 đến 2 triệu đồng. Đây, chúng ta đi tiếp vào những cái thông số. Đây là 72.5 PSI, nó là quy đổi ra một cái đơn vị nào đó. Tôi cũng chưa tìm hiểu vào cái đơn vị PSI này. Tôi sẽ tìm hiểu sau và có trình bày cho các bạn với trong các video tiếp theo. Mà sao nó còn một cái miếng ni lông. Đấy, ta đã đi qua sơ qua cái phần mặt trước và phần mặt sau. Mặt sau thì một điểm nhấn là nó có 6 con ốc, nhìn nó tạo cái độ là chắc chắn, cho nhìn từ mặt sau vô chúng thấy nó chắc chắn hơn. Đấy, ta đi tiếp phần dây. Dây thì có dùng bằng dây da bằng cá sấu. Đó, một dây cá sấu màu đen được với những cái đường chỉ mai màu cam nổi bật hơn. Màu cam nó nổi bật trên nền màu đen, tạo một cái điểm nhấn để phân biệt. Đây là khóa của Hamilton, nó rất là đặc trưng, nó khác với các loại khóa của các loại máy khác. Đây là một loại khóa gấp.
do nó dán siêu rồi nên tôi không có mở ra được. À được được. Đó, khi chúng ta đeo thì chúng ta sẽ gài vô một cái trọng, một cái lỗ cố định. Chúng ta bấm vô một cái lỗ cố định, sau đó là chúng ta đeo luôn. Nó không phải tháo ra tháo vô, nó làm cho cái lỗ của lỗ dây của chúng ta nó to ra, nó rộng ra. Đây, chúng ta đi vào phần khóa. Nhưng cái khóa nhìn nó cũng cảm giác rất là chắc chắn. Đây là cái thông số của khóa stainless steel, mã là FA045451. Đây là cái thẻ TAT, thông tin TAT bao gồm mã vạch, mã sản phẩm là H40555731. Mặt trước là cái dòng chữ Hamilton. Đây, chúng ta nhìn tổng thể của thiết kế của đồng hồ. Cái dây màu cam, trên mặt số bên trong, cái vòng trong nó cũng màu cam, đồng bộ với cái màu cam của dây. Mặt đen thì đồng bộ với dây của đen. Đây, dây này này thì thấy là thông số của dây. Dây thì nó có độ rộng dây là 20. Bên đây cũng vậy, bên đây cũng độ rộng dây là 20. Thì chúng ta khi mà dây thường thường nó sử dụng khoảng 1 đến 2 năm là chúng ta phải thay dây mới. Thì khi đó chúng ta sẽ đặt liên hệ với hãng đặt, hoặc là chúng ta liên hệ với cái thợ làm dây handmade bên ngoài, cứ báo là độ rộng dây của chúng ta là có đầu là 20 là các thợ sẽ biết và làm theo yêu cầu của chúng ta. Đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn phần tới phần chỉnh ngày. Khi chỉnh thì chúng ta thường thường là đợi cái kim dây này tới gốc 12 giờ chúng ta kéo ra là kim dây nó đứng lại luôn. Khi chỉnh chúng ta sẽ chỉnh lịch ngày trước, mà trước khi chỉnh lịch ngày thì chúng ta phải xác định nó là sáng hay chiều bằng cách là dặn qua gốc 12 giờ. Đó, đây là chúng ta quặn gốc 12 giờ, lịch ngày nó không nhảy thì là buổi khung giờ chiều. Đây là 1:50 chiều. Thì chúng ta chỉ hạn chế chỉnh lịch ngày từ 9 giờ tối đến 4 giờ sáng thôi. Đây là khung giờ chiều thì chúng ta chỉnh lịch ngày được. À, chúng ta kéo nhẹ thôi, chỉ kéo mạnh quá nên nó ra cái phần chỉnh kim dây luôn. 1 phút. Thì chỉnh tới ngày 8. Đấy, thì là ngày cái ngày có số đẹp. Sau khi chỉnh tới ngày 8 xong thì chúng ta sẽ chỉnh cái kim phút. Khi chỉnh thì thường chúng ta đợi cái kim dây này tới gốc 0 giờ, chúng ta kéo cho nó đứng lại luôn. Đó, đồng hồ thụy sĩ nó có tính năng là kéo ra thì kim dây nó sẽ đứng lại. Trong tiếng Anh nó gọi đây là tính năng là hacking stop. Đó, chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta mở Google, chúng ta xem cái giờ trên internet. Khi mà nó kim dây chờ trên internet nó chạy vừa tới 5:09:60 là chúng ta đóng lại, là cái này nó sẽ chạy đồng thời với cái giờ trên internet. Rồi sau qua ngày hôm sau thì chúng ta vào lại cái giờ trên internet và chúng ta so sánh, và chúng ta biết được cái đồng hồ của chúng ta nó sẽ số mỗi ngày bao nhiêu giây. Thì đối với đồng hồ cơ thì đường thường là nó cho phép sai số là mỗi ngày chậm 10 giây, nhanh 30 giây. Đó, cái tiêu chuẩn sai số chạy chậm lúc nào nó cũng cao hơn là chạy nhanh. Chạy chậm nó chỉ cho chậm 10 giây thôi, nhưng mà chạy nhanh nó cho nhanh tới 30 giây mỗi ngày. Đấy, cái kim đấy, cái kim nó cũng thiết kế kiểu đầu cam, trong thì màu bạc cánh kim. Đấy, giờ tôi sẽ đi vào phần sổ sách. Đang bị ho nên các bạn thông cảm nhé. Bị ho cũng phải cố gắng làm những cái video này. Đây là cái thẻ bảo hành của Hamilton. Đây là cái thông số dành cho những cái retailer, là những cái người bán ghi vào. Đối với những đơn vị mà được ủy quyền của hãng khi vào thì bên bạn sẽ được bảo hành tại hãng, còn đối với những cái đơn vị mà thuộc dạng mua wholesale á thì sẽ được bảo hành bởi chính người bán, thì sau đó người bán sẽ chọn những cái trung tâm bảo hành để ủy quyền. Khi mà các bạn mua tại Xship thì chúng tôi sẽ ủy quyền, chúng tôi sẽ sử dụng dịch vụ bảo hành tại hãng hết. Đây là cuốn sổ thông tin với cũng tông màu là màu đen với màu cam.
rồi dòng chữ là màu trắng, sổ cũng không dày lắm, cũng tương đối với cái chất, cũng có nhiều ngôn ngữ. À, đúng là như vậy, nó có rất là nhiều ngôn ngữ, tiếng Trung Quốc, tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. À, chúng tôi sẽ có thời gian, chúng tôi sẽ trình bày chi tiết hơn về cuốn sổ này. Ta xem lại cái nhân vật chính của chúng ta trước khi kết thúc cái video này. Đây, ta sẽ mở luôn cái miếng siêu này để các bạn nhìn được chi tiết hơn cái phần máy. Đấy, nhìn được rõ nét hơn. Máy cơ thì nó khác biệt với máy quét là ở chỗ đó, là cái mặt kính phía sau nó trong suốt, chúng ta có thể nhìn được đó. Chúng ta, các bạn có thấy được những cái miếng thép nó được đánh vân rất là tỉ mỉ. Đối với những cái hàng xa xỉ thì nó làm rất là chi tiết đến những cái chi tiết nhỏ nhất. Đây, chúng ta thấy cái bên trong này cũng được phải đánh vân theo dạng đường, còn trong đây là đánh vân theo dạng đường vòng cung nhiều xoắn. Còn trên cái rotor thì nó được đánh vân theo dạng chảy tia từ tâm ra ngoài. Bạn thấy cái tia của nó chảy rất là đều. Đối với những mẫu đồng hồ mà không phải do hãng sản xuất thì những cái đường vân này nè, họ làm rất là sơ sài, nó xéo qua xéo lại, nó không được thẳng như vậy, nó sẽ xéo luôn, xéo lên xéo xuống. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.